Thưa quý vị, Quân ủy Hải Châu vừa tổ chức khen thưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thuộc Công an quận Hải Châu vì đã có thành tích liên tiếp bắt quả tang 8 vụ, 15 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hàng trăm gram ma túy với các loại và nhiều dụng cụ dùng để phân chia mua bán sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, tại cà phê Thế Kỷ, trước số nhà 346 Lê Thanh Nghị, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện bắt quả tang vụ mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gồm Đoàn Phạm Duy Án, Trần Công Quốc, Ngô Đức Bằng, Lê Toàn Hiếu cùng trú tại quận Hải Châu, Huỳnh Ngọc Sơn, Trần Thanh Liêm cùng trú tại quận Thanh Khê, Đoàn Phan Hoàng Hải trú tại quận Cẩm Lệ và Nguyễn Quốc Hà trú tại huyện Hòa Vang, thu giữ hơn 50 gram ma túy đá, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Qua thử test, 8 đối tượng trên dương tính với ma túy tổng hợp. Đến khoảng 17 giờ 30 phút ngày 30 tháng 5 năm 2021, trước số nhà K382/9 Núi Thành, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện bắt quả tang Trương Trung trú tại huyện Hòa Vang và Nguyễn Thành Phúc trú tại quận Cẩm Lệ, thu giữ 3 gói ma túy hàng đá. Tiếp tục điều tra mở rộng, tiến hành bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Ngọc Châu Hùng, Nguyễn Thị My và Nguyễn Đức Hòa, cùng trú tại Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, thu giữ 3 gói ma túy hàng đá và 1 cân tiểu ly cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia và sử dụng ma túy. Hùng và My thừa nhận đây là ma túy để bán cho Trung và Phúc cùng nhiều người khác. Tiếp đến là bắt quả tang Lê Thị Thảo Linh trú tại quận Cẩm Lệ, thu giữ 14 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy và truy xét bắt khẩn cấp Võ Văn Hoàng và Hồ Viết Linh, thu giữ thêm 50 gram ma túy và 20 viên thuốc lắc.